Chúng ta tiếp tục với lại xét đấu thứ 5 của trận công đài thứ 2 đôi đài kỳ 71. Tỷ số đang là 2 đều sau 24 xét đấu. Đây là xét đấu thứ 5. Tài ra bóng trước. Không đều. Một không. Một đều. Hai đều. Thank you.
lúc đó đó. À, hỏi tiếng lắm anh, giải cứu điện thoại lại luôn nha. Anh đọc cái máy luôn nha. Sáu, xét thứ năm, tỷ số tạm thời là 3-2 nghiêng về cho Nguyễn Hữu Tài.